Rồi tập trung ở đây, chúng ta đi nhanh, chúng ta 9:20 rồi, ta sắp hết giờ rồi. Cho tới 10 giờ luôn vậy. Rồi đây là tôi nhất đóng gói, bây giờ bỏ đi, những cái này không còn quan trọng nữa. Cái chỗ này nãy có hiểu chưa ta? Ví dụ chỗ này đi. Anh bỏ đi cái này. Bỏ đi cái này luôn, bỏ đi cái dòng này. Thì chương trình đi biên dịch lên như thế nào? Lúc này nó chưa hề cấp phát một cái vùng nhớ nào để chú này đó nha. Thằng này nó chưa hề được cấp phát vùng nhớ. Nó chỉ hiểu là có tồn tại thôi. Còn khi anh tạo đối tượng cụ thể như Nguyễn Văn Ngai nè, thì nó mới sao làm sao, nó mới cấp phát cho anh một cái vùng nhớ để chứa cái đối tượng này. Thì này sẽ có 1, 2, 3 cái video để nói về nó nữa, rõ về nó nữa. Đây gọi là đối tượng giá trị à, nó chỉ có trong siêu cộng thôi. Đối tượng giá trị này ở trong cái ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng cấp cao như Java, C Sharp không có nha. Không tồn tại khái niệm đối tượng giá trị. Chỉ có siêu cộng mới có thôi. Bây giờ thì cơ chế của siêu cộng, đối tượng giá trị là một cái đối tượng mà khi chúng ta tạo ra thì CPU sẽ tạo một vùng nhớ để chứa nó. Không dùng nữa thì CPU sẽ tự động làm sao đi giải phóng. Nó là đối tượng giá trị. Hiểu chưa? Có nghĩa là tại sao gọi là giải phóng? Giải phóng khi nào? Giải phóng khi dù ta kết thúc hàm men, giải phóng. Hoặc là chúng ta tạo một đối tượng ở trong một cái khối lệnh, đúng không? Thì khi thực hiện hiện xong cái khối lệnh đó thì đối tượng nó cũng tự động sao được giải phóng. Thì gọi là đối tượng giá trị. Rồi bỏ đi. Rồi, chỗ này bỏ đi. Rồi bây giờ ta qua bài toán là ba nhân viên may mắn. Tại sao ba đó may mắn? Thì đó chính là cái yêu cầu bên dưới nè. Chúng ta sẽ dùng tại sao anh nói may mắn. Nó có ý đồ chứ. Sinh ra đâu phải là ai cũng may mắn đâu. Cái tụ tượng này sao? Tụ tượng được bỏ lên trên. Rồi, tại sao ổng may mắn? Người ta hình dung. Rồi bây giờ chúng ta đọc lên, đọc lên. Rồi. Bây giờ ta cái đầu tiên đi. Đầu tiên này đọc hoàn rối. Làm từng cái đi. Rồi bây giờ chúng ta đã hiện thực ba công đoạn này và không tin có cái gì hành động, có gì cụ tính, có gì hết rồi đúng không? Và ta cũng đi qua cái cấu trúc của class như thế nào rồi. Bây giờ vô làm sao? Chúng ta sẽ tạo ra ba cái class, tạo ra ba cái bản vẽ gì? Ba cái bản vẽ cho ba cái ông này trước. Sau đó ta sẽ tạo những cái đối tượng từ ba cái gì? Ba cái bản vẽ đó. Như có một cái bản vẽ của cái bản thiết kế ngôi nhà. Sau đó ta sẽ tạo ra những cái ngôi nhà từ cái bản vẽ đó. Hiểu chưa? Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tạo cho cái class là gì? Nhân viên sửa ống nước. Yên tâm đi, làm cái hồi kia copy nhanh lắm. CLASS. Rồi chỗ này sinh ra tự động nó bung ra. Header là gì? Chỗ này là nhân viên à, đặt cái này đẹp tí đây cho in hoa đi. Nhân viên sửa ống nước dài thế. Rồi nhân viên sửa ống nước thì này là private. Ông có thông tin gì? Nhấn like nhanh nè. Họ tên, tuổi, giới tính đúng không? Họ tên, tuổi, giới tính, số điện thoại, địa chỉ. Hơi bị nhiều quá. String. Họ tên à, tuổi. Tuổi này anh ta cho nó là năm sinh đi đúng không? Thôi tuổi cũng được, cho tuổi cũng phải luôn. Rồi gì nữa? Mà cái tuổi này nó không hay. Năm sinh. Thôi bây giờ mày lỡ tao phân tích là tuổi không đi. Rồi gì nữa? Giới tính là gì? Giới tính là string đúng không? Đó, chỗ này là giới tính. Rồi gì nữa? Địa chỉ đúng không? Địa chỉ chính là một cái ấy luôn. Cái biến luôn, một cái biến string luôn. Rồi gì nữa? Số điện thoại anh cho nó là gì? String luôn. Đúng không? Có thể là 11 số sao? 11 số bỏ rồi hả? Nhưng còn mấy số? 10 số đúng không? 10 số lưu integer được. Suy nghĩ coi. Số điện thoại hả? À đúng rồi, hợp lý. Cái vậy lưu string hợp lý. Rồi. Chiều cao, cân nặng đúng không? Chiều cao cân nặng có chưa? Chiều cao nó là gì? Chiều cao nó là float đúng không? Đúng không? Cân nặng là gì? Float luôn đúng không? Rồi còn thiếu thông tin nào không? Hết rồi đúng không? Rồi tiếp tục là public. Public chắc chắn sẽ có hai phương cách đầu tiên rồi. Đó chính là gì? Nhập và search đúng không? Thì này nhập thông tin. Rồi cho là nhập đi. Rồi chỗ này chúng ta có một cái void gọi là gì? Search. Nhập search thông tin. Rồi tiếp tục qua đây xong rồi đúng không? Rồi tính tiền lương. Đúng không? Tính tiền lương. Thì là gì? Float. Tính tiền lương. Có một cái phương cách gọi là tính tiền lương. Và tính tiền lương dựa trên cái gì thì như đề bị thiếu đúng không? Tí nữa chúng ta sẽ quay lại bổ sung đề sau. Người ta cứ học những thông tin này đi. Rồi nhân viên giao hàng cũng sao? Cũng tương tự như vậy. Mấy này ta thiếu gì? Chúng ta đang thiếu hai cái ông nội là gì? Hoàn tạo và hủy. Khỉ này là nhân viên copy xuống nhanh thôi. Nhân viên sửa ống nước. Rồi chỗ này là nhân viên sửa ống nước. Chỗ này là chỗ phải. Rồi ra ngoài đây chúng ta sẽ làm thông tin. Này bị dài ta. Hàm nhập thông tin nhân viên sửa ống nước.
không nha, cái này mất chừng 10 phút rồi sao xong này ba cái này luôn á. Rồi là voi chỗ này đó chính là nhân viên sửa ống nước, còn spy sẽ ra 4 chấm là nhập, sẽ ra cái hầm nhập. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm sao, chúng ta sẽ nhập cho nó. Chỗ này đầu tiên là nhập gì, đầu tiên là nhập họ tên. Chỗ này là get line, xin phải họ tên. Rồi nhập tính gì nữa, đặt lên đây, nhớ cho anh họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ. Họ tên, nhập chuỗi tuổi cái này sao, cái này là xin tuổi. Bấm họ lắc ra điên luôn, nhanh quá lắc luôn. Rồi tuổi gì nữa, tuổi sao lỗi trời, rảnh thiệt chứ. Giới tính, địa chỉ đúng không, nhập giới tính, nhập địa chỉ. Rồi giới tính, rồi tiếp tục nhập gì, nhập địa chỉ. Rồi tiếp tục nhập gì đây, nhập số điện thoại, chiều cao và cân nặng. Số điện thoại, chiều cao và cân nặng, xem có sai gì không nha. Số điện thoại, nhập số điện thoại, chiều cao và gì, chiều cao và cân nặng, chiều cao. Và căn nặng. Lắp luôn. Chiều cao căn nặng. Rồi căn nặng thấy chưa? Rồi ta tiếp tục làm một cái phương thức gọi là phương thức sức, có nghĩa là hàm sức. Lúc này anh chưa edit file nha. Anh làm trong một hàm men luôn. Làm trong một file để ta hình dung nó có sự bất tiện gì. Rồi này đóng rồi đi. Bỏ này copy cho nhanh luôn. Rồi hàm sức thông tin nhân viên sổ nữa. Rồi cái này nó hơi lâu tí thôi. Họ tên đi gì nữa, rồi gì nữa, giới tính, rồi gì nữa, địa chỉ đúng không, sót được. Rồi cái gì nữa, số điện thoại đúng không, rất là dài luôn đấy. Số điện thoại, rồi cái gì nữa, sao được bớt được cái đề mình ra như vậy đúng không, nhưng mà mình có buộc phải chịu đúng không. Đây là những thông tin quá cần thiết rồi đó, chứ nó còn nhiều cái nữa đúng không. Chiều cao, đã bài toán tao phát sinh nó nhiều hơn nữa thì sao, chắc chắn nó sẽ còn nhiều hơn nữa, lỡ gì phát sinh yêu cầu làm gì thêm nữa đúng không. Chiều cao và gì, cân nặng, chiều cao, cân nặng, mà làm một ông hoặc mấy ông kia copy thôi đúng không. Chiều cao xong chưa, số điện thoại, chiều cao, cân nặng, hợp lý chưa. Rồi bây giờ tính tiền thì chưa biết làm gì hết thì tính sau. Rồi bây giờ một ông nhân viên xong rồi đúng không, ông nhân viên sửa gì, ống nước xong rồi đúng không. Bây giờ tới ông gì, ông nhân viên giao hàng thì copy thôi, có gì đâu, copy lên. Và ta quên làm phương thức gì nữa, hàm tạo, hàm hủy, hai này đừng quan tâm, hiểu cái mệnh lệnh như đi. Lắc luôn ta. Nghĩ có chỗ ngã phía trước. Rồi thằng tạo Nguyễn. Rồi copy. Thằng này tiếp tục là nhân viên gì,
khai báo cấu trúc lớp nhân viên sửa ống. Nhanh thôi, giờ copy nè, vậy đoạn rồi giờ copy sửa mất. Tiếp tục là nhân viên sửa gì đây, ông nhân viên giao hàng shipper may mắn, nhân viên giao hàng tại sao may mắn, tí nữa sẽ hình dung nè. Nhân viên giao hàng này cũng có vậy đúng không, y vậy có gì đâu. Sửa lại copy bot mày sửa không nữa thì giờ tao cho mày giao hàng copy bot, thấy chưa, dính luôn ông sửa nước đây đúng chưa, có bị bát như kỹ nha, có bị lỗi gì không ngang, nó có bị dư gì không đấy. Nhân viên giao hàng thấy mệt không, có cùng một thông tin mà muốn buộc phải làm nhiều thế, có cách nào khác không, ai ngồi làm đi chút xuống vậy. Rõ ràng ba ông nội này có chung một thông tin như vậy mà bắt buộc thằng nào cũng phải làm hết. Nhân viên giao hàng rồi xong chưa, đúng rồi đúng không, có gì sai không, kiểm tra lại lần nữa. Nhân viên giao hàng rồi ok. Tiếp tục đến ông nhân viên gì, ông nhân viên gì, xe ôm 4.0 xe ôm 4.0 mình gọi là Grab thì nó không đúng lắm, bởi vì có nhiều thằng nữa đúng không. Thì này là nhân viên xe gì, xe ôm 4.0 sơn thôi cũng được đúng không. Rồi chỗ này nhân viên sơn công nghệ đi đó, chỗ mình tráng sau này con cháu mình đọc được cái này nó biết ba nó hồi xưa cũng có cập nhật tin tức công nghệ đúng không. Rồi nhập thông tin nhân viên xe ôm 4.0 rồi sửa lại nhân viên xe ôm 4.0 rồi cái này sửa lại rồi xong hết chưa, đó coi như xong hết rồi đúng chưa, đóng lại cho nó gọn, cái gì cái này đâu rồi, đóng lại cho nó gọn rồi có gì mất không, ổn chưa, coi như là mình đã thiết lập xong, mình khai báo khởi tạo và thực hiện xong những cái phương thức cũng như những cái ấy rồi đó, xong rồi đó, ổn chưa, có bao nhân viên hợp lý chưa. Vỏ này người ta yêu cầu cái gì, nhìn đây, lúc này người ta mới yêu cầu mình một cái là sao, tính tiền lương hàng tháng qua nhân viên trên, người ta yêu cầu mình là sao, phân tích mô tả các thông tin cần thiết để quản lý ba nhân viên trên, quản lý người ta phải nhập thông tin vào rồi người ta sẽ quản lý như ông đó đúng không, quản lý ba ông thì phải chúng ta sẽ tạo ra ba đối tượng là gì, đối tượng nhân viên sửa uống nước, đối tượng nhân viên giao hàng và đối tượng nhân viên gì, sơ mô. Sau đó ta nhập thông tin và xếp thông tin cho họ ra, sau đó làm sao chúng ta sẽ viết một cái phương thức để phương tính tiền hàng tháng của ba nhân viên này, hợp lý không. Thì tính tiền hàng tháng thì cho mình thêm một cái điều kiện đi, biết biết nè, hình dung về nhà, hình dung cho anh coi, bởi sao anh sẽ sửa bài này. Rồi nhân viên giữ ống nước có gì đây, nhân viên sửa uống nước sẽ tiền lương ông tính bằng cách nào, tiền lương ông tính bằng cách ông tính là gì đây, số giờ gì sửa ống nước, nhân cho gì, nhân cho 50.000 đúng không, hình dung không. Còn ông giao hàng là sao, số hàng giao nhân cho cái gì, 50.000 luôn. Rồi ông này là gì, số km nhân cho gì, nhân cho 10.000 thôi. Đó, thì đây là ba cái. Vậy người ta phân tích nè, mỗi ông có phải có một cách tính tiền khác nhau không, và mỗi ông như cái này nó có một khi một thông tin là gì, cái ông nhân viên sửa nước sẽ có thông tin là gì, số giờ sửa. Rồi tiếp tục vô đây khai báo thêm cho ông gì, ông gì đấy sửa nước, số giờ sửa, thêm một cái nữa, số giờ sửa là gì, flot đúng không, nó số thật chứ, dù ông sửa 10:30 sao đúng không. Đó, số giờ sửa, hợp lý chưa, flot. Rồi tiếp tục ông gì nữa, ông giao hàng thì có số gì, số hàng giao là flot hay là in, đúng rồi, từng kiện đúng không, số hàng
Giao. Rồi ông kia là số km rồi xuống đây luôn. Thì thêm thông tin vô, ông có thêm cái này nữa. Cần quản lý. Thấy chưa? Đầu tiên ta phân tích là những cái căn bản này của ổng đúng không? Sau đó đề bài, người ta làm cái gì, yêu cầu cái gì, ta làm sao? Bổ sung thêm. Thấy phải là tình huống đối tượng chưa? Rồi, cái này là gì? Số km đúng không? Là số km. Đúng chưa? Rồi bây giờ đi viết một cái phương thức là phương tính tiền cho ba ông này. Thì ông đầu tiên làm cái gì? Số nước. Phương thức tính tiền lương đúng không? Thì chúng ta ra ngoài đây chúng ta viết phương thức tính tiền lương cho ông. Thôi rồi, thôi kéo chuyện nhầm nghe. Số nước đây. Rồi, hàm tính tiền lương. Hàm tính tiền lương nó chính là phôi nhân viên sửa ống nước. Còn trôi bay nó không nhảy ra luôn. Nó lắc luôn. Chắc phải mua máy tính mới quá. Tiền, trời ơi, bây giờ nó lắc luôn, nó sân bay nó không ra nữa chứ. Vì nó mà nó chống luôn á rồi. Rồi, thì đơn giản return là cái gì? Số gì? Giờ sửa như cái gì? Như 50 ngàn đúng không? À cái này float mà, nhầm. Sao không chịu nhắc? Hàm tính tiền lương nhân viên gì? Sửa ống nước. Rồi tiếp tục, tương tự với ông kia cũng như vậy thôi. À, hàm tính tiền lương cho nhân viên gì? Giao hàng. Giao hàng thì bằng cái gì? Mới nói rồi. Nhân cái gì? Đó, nhân viên giao hàng. Trở lại là nhân viên giao hàng. Ông này có tính tiền lương chưa? Có rồi. À, số gì? Hàng giao như 50 ngàn. Rồi tương tự ông gì? Ông nhân viên kia kìa, số km như cái gì? Đúng rồi. Hôm này số hàng giao cái gì? In đúng không? Như 50 ngàn hay chắc cũng in đúng không? À nhầm. Số hàng giao. Ồ số hàng giao có thể lẻ chứ. Lẻ. Một hàng nữa được, nửa hàng được. Một hàng. Không được. Nửa món. Rồi. Đâu, anh em đang cho anh cho trước cái màn hình. Tôi đây, trước cái màn hình là từ mà có cho cái này vậy là mình cho đi. Rồi, lúc này mình sửa một tí. Chỗ này không phải là số hàng giao. Ở số hàng giao bây giờ mình nhân cho là 30.000. Đang bị lắc. 30.000 tiền thì phải đi làm rồi, không biết mà. 30.000 tiền. Ta nhân cho ông này cho ổng là công ty đã dùng cái công ty đã dùng công nghệ AI để có thể phân tích được. Cái ông này ổng giao như vậy thì quá lời cho ổng, bây giờ người ta giao là 33.500 đồng. Đây là công nghệ AI đã tính được, ổng chỉ nhận được như vậy thôi. Nếu ông nhận hơn thì công ty lỗ, hiểu chưa? Công nghệ 4.0 mà. Rồi thì chắc chắn là gì? Float đúng không? Chuyện gì float này, chỗ này thôi. Nhân cho nhiều, nhân cho 33.500 đồng đúng không? Rồi 33.500 đồng đúng chưa? Có gì sai không? Float đúng rồi, trên float nè, hợp lý chưa? Rồi nhân viên giao hàng đúng chưa? Nhân viên giao hàng, nhân viên giao hàng. Rồi công nghệ SEOM tính tiền cho nhân viên gì? SEOM công nghệ. Thì này là sửa lại SEOM công nghệ. Thì bằng gì? Ông công nghệ bằng gì? Bằng số km như cái gì? Như 50 ngàn. Đúng chưa? 10 ngàn. Ừ, lỗ chết luôn. Rồi, 10 ngàn. Hợp lý chưa? Đó, phía điểm này làm sao? Chúng ta sẽ gọi hàm nhập, hàm sức và ta tính tiền lương cho từng ông. Rồi bây giờ ta làm lượt thử luôn đi. Anh sẽ tạo ra 3 đối tượng. Đối tượng đầu tiên là đối tượng gì? Nhân viên sửa ống nước. Thì này nó gọi là nhân viên sửa ống nước thì tắt luôn đó. Rồi tiếp tục tạo nhân viên gì? Nhân viên gì? Giao hàng. Xong rồi đi về luôn, từ từ. Nhân viên giao hàng đừng có vội. Anh không vội sao mấy đứa lại vội. Chỗ này gì? Nhân viên xe ôm CN công nghệ đúng không? Giống xèo MN quá vậy. Rồi bây giờ đầu tiên làm sao? Có phải là nhập thông tin trong gì? Nhập thông tin trong này đâu? À, nhập thông tin để quản lý ba ông, ba anh nhân viên may mắn. Tại sao may mắn? Thời chúng ta sẽ hình dung. Cái ông rất là may mắn. Đúng rồi. Và anh còn nhiều cái may mắn khác nữa mà anh ta sẽ không hề biết được. Rồi nhập. Sao biết không? Tại sao biết là may mắn đúng không? Rồi nhập thông tin là gì nữa? Nhập thông tin à, nhân viên gì? Sửa ống nước. Rồi nhập thông tin gì? Nhân viên gì?
giao hàng. Ở đây sửa lại, nhân viên gì? Giao hàng. Rồi này lên đây. Tiếp tục nhập thông tin nhân viên gì? Xe ôm công nghệ 4.0. Xe ôm công nghệ. Đó, chỗ này sửa lại là nhân viên gì? Công nghệ. Rồi hôm nay chúng ta sẽ xuất ra thông tin của nhóm ông này. Chỗ này sửa lại một tí thì rồi nhập thông tin. Có cái này là thông tin nhân viên. Nhân viên gì? Sửa ông nữa. Copy lại hả? Ờ à, đúng rồi, copy lại. Copy lại. Rồi chúng ta xuất ra luôn cái gì của ổng? Câu 2 yêu cầu gì? Là tính tiền lương đúng không? Khi ta xuất ra luôn cái thông tin là tiền lương của ổng luôn đúng không? Rồi chỗ này sửa là hàm xuất. Chỗ này sửa là hàm xuất. Chỗ này copy. Bắt. Đúng chưa? Và kèm theo cái gì? Kèm theo lương của ổng luôn. Bởi vì này là kèm thêm một cái lương nữa. Đó chính là CL. Lương CN. Rồi chỗ này sửa lại cái gì? À, lương. À tính lương chứ. Phải là động từ đúng không? Bởi vì phương thức chắc chắn phải là một cái động từ. Rồi chỗ này lương thì xuất ra chỗ này là nhân viên giao hàng chấm gì? Tính tiền lương. Rồi chỗ này sau khi xuất ra xong chúng ta sẽ xuất ra là nhân viên gì? Xe ôm công nghệ chấm tính tiền gì? Tính tiền lương. Đúng chưa? Phân tách ra dễ nhìn. Dễ nhìn. Thấy giờ thấy ba cục chưa? Xuất ra xong tính tiền lương, xuất ra xong tính tiền lương, xuất ra xong tính tiền lương để trả chứ. Bây giờ mới sửa nước cực thấy bà luôn không trả lương cho. Đúng không? Sửa nước cực không? Hiếu. Trả lên. Chứ. Rồi bây giờ tôi nhập lên tôi chạy nha. Bao nhiêu phút rồi? Gần 22 phút rồi. Dừng sức. Rồi nhập lên. Bây giờ sửa nước thì ta cho nó là vô họ tôi ta sửa nước đi. Đứng luôn rồi, lắc luôn rồi. Rồi sửa ống nước cho dễ không? Rồi tuổi là 23. Giới tính bị lỗi thấy chưa? Bị gì? Cô nhớ lỗi gì không? Bộ dữ điểm không? Bây giờ làm sao? Phải ra phích. Cực khổ không? Chủ ấm bò. Rồi cái này sửa lại chỗ nào ta? Ồ cực khổ, nãy xong chưa nói. Nãy mấy đứa thấy lỗi này hả? Này tại mấy đứa vậy thì ngồi lại tiếp gì đâu. Đúng rồi. Không nói thì ngồi lại tiếp. Rồi ok, ngồi khi nào xong mới về. Em lướt đúng không? Dùng hàm hả? Để sao hướng dẫn? Tại vì nó dính tới thằng ghét kia nữa. Chỗ nào tuổi giới tính à đúng rồi còn nào bị sai không? Chắc ăn chỗ này cái đi, ở đâu trước đâu trước khi vô này dính cái ra đúng không? Rồi hợp lý chưa? Đâu địa chỉ đâu có đâu, thật cái chuỗi mà. Rồi chỗ này bỏ cái nữa. Cái gì? Đúng rồi, cái gì ủa nữa? Cái tính nè. Thấy chưa? Rồi. Nhập. Cái này không bụi đừng phải code lại thôi, chứ nhìn vậy không hiểu gì đâu, đúng không? Đôi khi không hiểu hết. Cái gì? Anh làm rất là nhanh. Ta phải coi lại rồi ta làm theo. Này đúng chưa? Không thấy chưa? Rồi ok, chạy lại chắc chắn sẽ con lành cành đào. Rồi cái này sao nó cứ bự quá, vô nó PT chỉnh lại. Dịch trong layout cho nó lại 130. 120 đi. Rồi cho nó nhỏ lại. Rồi zoom lên. Bây giờ thằng này là sổ nước. Sổ nước nào đây? Rồi sao nó đang bị lùi vậy? Đơ rồi chết rồi. Không tiền tới nữa. Rồi sổ nước. Rồi tiếp tục là tuổi gì? Ông này cho 23 tuổi. À, nam mới đi xuống nước rồi chứ nữ xuống nước ông nội. Rồi địa chỉ đâu mang thiện ở đây có ông nào xuống nước không? Rồi chúng ta lại đi, chiều cao ông này là 120 cm đi, có mét 2 rồi em biết cái bà nó đi trong 12 kg. Rồi nhân viên giao hàng 45
giới tính nữ, địa chỉ mang thiện luôn, hai mẹ chung vợ chồng, chiều cao 23, cân nặng là gì, cân nặng nhiêu, cân nặng 230, kệ nó, ghi đại đi rồi. Công nghệ gì, công nghệ cho người tin rap. Rồi tuổi là 45, nam, địa chỉ Lê Văn Việt. Tầm 78 cm đúng không? Anh nói tao quên, chiều cao tao cho là gì? Đơn vị là cm đi ha, cho dễ tính. Rồi nhập cân nặng là nhiêu? 67 kg. Rồi xuất ra không tin không này. Lương không có. Quên sao? Đúng không? Câu hỏi này tao quên gì? Quên sao không? Đó. Đâu có lỗi gì đâu, bình thường mà. Tại vì sao? Em gọi ra mà em không có lệnh gì in ra màn hình gì thôi, chứ nó vẫn chạy mà đúng không? Vì này đơn giản tao cho sao nữa thôi nha. Đó là chỗ này nè. Khi sẽ in ra được, đó người ta về chúng ta sẽ xem. Bởi vì cái này nó đơn giản, người tiêm lệnh sao không có gì đâu á. Đó. Nó vẫn chạy bình thường thôi, nhưng mà chúng ta không có gì hiển thị ra màn hình thôi, đúng không? Sao chỗ nào? Đúng không? Không hiển thị ra màn hình thôi. Người ta hiển thị ra chứ gì đâu. Đó thì vậy thôi. Khỏi test lại cho nó cực. Rồi, thì tại sao? Xong cái phần trên chưa? Phần dưới, tại sao biết ổng may mắn nè? Kéo dưới. Đó, thì những yêu cầu tiếp tục yêu cầu. Ba ông nội này là gì? Đó, sau quá trình khảo sát thị trường và thấy được tiềm năng của các chị em nội trợ vì nhu cầu liên hệ các anh sở sổ nước ngày càng tăng. Đúng không? Có nhu cầu bây giờ, ống nước kẹt nhiều chuyện sao? Chắc chắn. Đúng không? Đồng thời dịch vụ giao hàng ngày càng cao. Thì bây giờ đơn giản thì bây giờ là ống nước kẹt thì sửa thôi. Song song đó sao? Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 ngày càng rộng rãi và nền kinh tế chia sẻ dần được hình thành, dẫn đến việc các xe ôm 4.0 cũng ăn nên làm ra. Và điều gì đến cũng đã đến. Trời không phụ lòng người đúng không? Với tất cả niềm đam mê và yêu nghề của mình, ba anh chàng tỉnh lẻ ngày nào giờ đã quyết định ngồi lại với nhau để cùng chơi một cuộc chơi lớn hơn, mang tầm cỡ xuyên quốc gia và cạnh tranh trực tiếp với các ông lớn trên thế giới như Lazada, Alibaba, Amazon. Đây là những gì? Những cái ông giao hàng đúng không? Giao hàng tầm cỡ thế giới. Rap là gì? Những cái ông gì? Chạy xe rất là tốt trên thế giới. Và vô quyệt nữa, hình dung chưa? GAV là gì? GAV là một công ty gì? Chuyên đào tạo những cái khảo sở nước rất là giỏi bên Nhật Bản. Đúng không? Rồi tiếp tục gì nữa? Công ty của ba ông nội tên là Ba Con Sói, quyết định thuê thêm nhiều nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cụ thể là không muốn bỏ qua cái miếng bánh béo bở này. Thị trường rất là tiềm năng. Bây giờ hình dung coi, ok tập trung, hãy giúp công ty Ba Con Sói viết một ứng dụng quản lý các nhân viên đã đề cập. Đâu? Hãy giúp công ty Ba Con Sói viết một ứng dụng quản lý các nhân viên đã đề cập. Hồi nãy mình có một thằng à, bây giờ yêu cầu là sao? Công ty này lúc này nó thấy làm sao? Thị trường này quá tốt, nó khê thêm nhiều thằng nữa, thì bắt buộc phải quản lý gì? Nhiều thằng. Tiếp tục, tính tổng tiền lương hàng tháng của các nhân viên. Thứ năm là gì? Thống kê các nhân viên giảm dần theo lương. Rồi, đọc và phân tích, hình dung nó đang yêu cầu ta làm cái gì. Đây nè, công ty Ba Con Sói quyết định khê thêm nhiều nhân viên. Còn nãy ta đang làm có 3 nhân viên rồi, là ba ông nội ban đầu ở tỉnh lẻ lên. Bây giờ ba ông sao thấy thị trường quá tiềm năng, mấy ông sao mà mới đào tạo ra những cái công ty đó để cạnh tranh trực tiếp với những công ty gì thế giới, là bạn phải khê thêm nhiều nhân viên về để quản lý đúng không? Bây giờ nhiều nhân viên quá sao quản lý, ví dụ như khê Hiếu sổ nước đi, bây giờ rồi làm sao quản lý, rồi khê khi mấy đứa về sổ nước đi chẳng hạn, vậy có buộc bây giờ quản lý nhiều hàng đúng không? Thì ta mới đặt bài toán sao quản lý nhiều hàng thì làm sao để quản lý được nhiều nhân viên, cái quản lý được nhiều đối tượng, ổn chưa? Thì hình dung và anh ta giải quyết bằng câu 3, câu 4 và câu 5. Sau đó anh sẽ lấy phần mềm này đi bán cho ba cái ông nội này. Có căn cái gì mà nhân viên giảm dần theo lương là sao? Cái gì? Nhân viên giảm dần theo lương là sao? Thống kê nhân viên giảm dần theo lương, trời ơi, cái bài toán sắp xếp giảm dần. Để anh coi ông nội nào mà sửa nhiều, ví dụ như Hiếu nó sửa nhiều anh sẽ thưởng cho nó. Tăng sao cho nó. Kinh nghiệm thâm niên lâu năm hơn. Đúng chưa? Liên quan đến vấn đề quá đơn giản, cái là bài toán phát sinh thêm. Bây giờ là cái ông nội nói bây giờ trong công ty tôi ông nội nào sửa giỏi, ông nội nào chạy giỏi đúng không? Thằng ngoại đi. Rồi ok, thì đây là cái đề bài, ổn chưa? Tiếp tục phát triển. Ghi cái đề bài lên. Ok. Cái đề bài quá thực tế luôn. Đi về cái phần GAV đúng rồi, thì đây là công ty tỷ đô của bên Nhật mà. Đây này phải đi tăng.
đâu, công ty này họ đào tạo ra những cái ông thợ sửa ống nước nghe. Ngành công nghiệp phân phối càng cao tuổi càng có cái gì. Ok, rồi, chúng ta kết thúc tại đây.